Chào mừng quý vị và các bạn đã quay trở lại với Tin Giải Trí, kênh cập nhật tin tức sao Việt và tin 24 giờ mới nhất mỗi ngày. Các bạn đừng quên ấn đăng ký kênh và chuông thông báo để cập nhật những tin tức mới nhất mỗi ngày nhé. Hồ Ngọc Hà mua biệt thự ven sông thành hàng xóm của Cao Thái Sơn. Mới đây trên trang cá nhân, Cao Thái Sơn chia sẻ thông tin Hồ Ngọc Hà tậu biệt thự mới ở Nhà Bè, thành phố Hồ Chí Minh. Làm cùng nghề hơn 15 năm mà chả ra được bài hát nào chung. Ấy thế mà bây giờ lại đi chung một con đường. Đi đâu thấy nhà đẹp là sáng mắt lên. Chào mừng bạn Hồ Ngọc Hà đã gia nhập chính thức gia đình biệt thự ven hồ. Giọng ca Con Đường Mưa viết. Cao Thái Sơn kể, sau khi tôi mời Hồ Ngọc Hà và gia đình đến nhà mình ăn cơm, cô ấy rất thích không khí ở đây. Ngày hôm sau, cô ấy quyết định mua căn biệt thự gần nhà tôi. Nam ca sĩ tiết lộ căn biệt thự rộng hơn 200m2, ngay ven hồ, có không khí thoáng đãng, mát mẻ. Trên thị trường, mỗi căn biệt thự tại đây rao bán công khai với giá mức dao động từ 20 đến 30 tỷ đồng. Giọng ca Con Đường Mưa cho biết thêm, Hồ Ngọc Hà của hiện tại đam mê nhà đất hơn đồ hiệu xe hơi. Khi chúng tôi trò chuyện, cảm thấy cả hai có sự đồng cảm rất lớn. Chúng tôi đều mê nhà đẹp, kiến trúc. Hà cũng thừa nhận không còn đổ tiền vào hàng hiệu, thú vui phù phiếm nữa. Cô ấy và tôi có kế hoạch kinh doanh cùng nhau, anh chia sẻ. Hồ Ngọc Hà sở hữu biệt thự sang trọng ở thành phố Hồ Chí Minh từ đầu những năm 2000. Nữ ca sĩ hiếm khi chia sẻ về tài sản, nhà đất. Tuy nhiên, qua những hình ảnh cô chia sẻ trên trang cá nhân, có thể thấy biệt thự trước đây của cô được thiết kế sang trọng, tinh tế, có sân vườn rộng rãi. Hai năm qua, Hồ Ngọc Hà gắn bó với Kim Lý. Có tin đồn, cô và bạn trai Việt Kiều sẽ kết hôn vào cuối năm 2019. Dù vậy, nữ ca sĩ đã phủ nhận. Trên trang cá nhân, cô khẳng định không bao giờ tổ chức đám cưới vì sợ làm điều trọng đại trước đám đông. Cô mong chờ ngày con trai Subel trưởng thành, tìm được cô gái mình yêu thương và lúc đó cô sẽ nắm tay con trai và ngắm nhìn con hạnh phúc.